Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian X Kép 1, một mẫu xe đạp đường phố, đi thể dục đường phố cực kỳ là tốt cho các bác đi những cái tuyến đường bình thường hàng ngày trong phố. Một chiếc Touring Gian X Kép, thương hiệu xe cũng rất là tốt. Chiếc xe hôm nay em về tông màu xanh chủ đạo, cực kỳ là đẹp. Tổng thể xe thì như các bác thấy trên hình, xe này còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể ở trên khung xe. Chỉ có những cái vết xước gọi là xước răm do là qua quá trình sử dụng và luyện tập, cộng với cả là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước răm không thể tránh khỏi. Xe được trang bị bộ chuyển động, bộ đề sau là Shimano Alivio, đĩa trước là Shimano Atut. Size của xe là size M, thì lát nữa xem sẽ có một đoạn video ngắn để đo size cho các bác xem. Còn toàn bộ là chuyển động là Shimano Alivio cộng gạt đĩa Atut. Toàn bộ xe là nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ đồ là còn zin 100%. Đĩa Shimano Gian X Kép 1 cọc yên, tất cả đồ là nguyên bản theo xe. Còn ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano Atut 9 speed, và bên này là 3 tương đương với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Xe có 27 tốc độ khác nhau, bộ phanh dầu Shimano. Bánh 700C. Rồi giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48-50 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Và xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt, bên em chỉ có là 10,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.